Xin chào mọi người, hôm nay đã đến với kênh của Lê Tiền người miền Tây nha. Mọi người ơi, hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người cách làm thạch trân châu màu hoa đậu biếc nha mọi người. Ở đây mình có 15 bông hoa đậu biếc, 50 g dầu ăn, 150 g đường cát, 5 g rau câu giòn, và ở đây mình có một gói rau câu dẻo 12 g nha. Và ở đây mình có 800 ml nước nha mọi người. Mình sẽ để đường 150 g đường của mình ha, và một cái tô lớn hơn một chút, và mình sẽ để 5 g bột rau câu giòn vào đây. Và mình sẽ để hết cái bịch rau câu dẻo của mình vào nha mọi người. Rồi, mình sẽ trộn đều lên. Rồi, bây giờ mình sẽ chuẩn bị một cái nồi ha. Và mình sẽ cho 800 ml nước của mình vào đây. Rồi, mình sẽ để cái tô đường và rau câu đã trộn của mình vào ha. Và mình sẽ khuấy như vậy nha. Đổ từ từ vào nha mọi người. Rồi mình sẽ để đây cho khoảng 10 phút nha mọi người. Mình để 10 phút rồi mình mới đi nấu nha. Và mình sẽ lấy một cái nồi nhỏ nữa ha. Và mình sẽ cho vào đây 50 ml nước. Và mình để hết 15 bông hoa đậu biếc của mình vào đây để mình đi nấu nha mọi người nha. Sau 10 phút ha, mình sẽ bắt cái nồi rau câu của mình lên trên bếp ha. Và mình chịu khó mình đứng mình quậy như vậy nha. Và mình nấu với mức lửa trung bình thôi nha mọi người. Mình đừng có nấu với mức lửa lớn quá nha. Thì khi cái nồi rau câu của mình nó đã sôi lên ha mọi người, thì mình sẽ chế cái màu hoa đậu biếc của mình vào nha. Màu hoa đậu biếc rất là đẹp luôn mọi người. Mình nấu cái nước ít á, nó ra cái màu rất là đậm luôn á. Đó, mọi người thấy không? Bây giờ cái nồi rau câu của mình nó đã chuyển qua một cái màu xanh rất là đẹp luôn rồi nè mọi người. Bây giờ cái nước á, nó sền sệt luôn á mọi người. Đó, mọi người thấy không? Cái nước nó sền sệt luôn. Rồi, mình sẽ để cho nó sôi bừng lên trở lại ha. Mọi người thấy không? Thấy cái màu quá chừng đẹp luôn ha mọi người ha, màu xanh quá trời đẹp luôn. Rồi, bây giờ nó sôi bừng lên như thế này thì mình tắt bếp. Mình chuẩn bị một hố nước ha mọi người, và mình sẽ để đá vào nha. Rồi, sau khi để đá vào ha, mình sẽ để hết 50 g dầu ăn này của mình vào nha. Dầu ăn của mình nó sẽ có một cái lớp ở phía trên nhìn nè mọi người. Thì mình sử dụng một cái chai nước tương ha. Và mình sẽ lấy một cái quặng mình để vào như vậy nè cả nhà. Xong mình sẽ múc nước rau câu mình để vào nha. Mình đã để vào một cái chai như thế này nè mọi người ha. Đó. Thì ở nhà mọi người chỉ cần có một cái chai mà nó có một cái lỗ như vậy á, để mình nặn ra là được rồi ha mọi người ha. Rau câu của mình nó còn nóng á mọi người, cho nên mình sẽ dùng một cái khăn ha, để mình bao xung quanh cái chai lại mọi người. Chứ nếu không mọi người cầm cái chai không, nó nóng lắm mọi người. Rồi, mình sẽ để vào đây. Và mình nhỏ lần một giọt xuống vậy đó mọi người. Mình nhỏ ngay cái chỗ mà nó có dầu nha mọi người nha. Cái chỗ nào mà nó đóng cái lớp dầu thì mình nhỏ cái chỗ đó nha mọi người nha. Và nếu mình thích cái hạt trân châu của mình nó nhỏ hay nó lớn thì mình nhiễu vào nha. Mình nhiễu cái hạt lớn thì nó sẽ một lát cái hạt trân châu mình nó lớn, mình nhiễu hạt nhỏ thì nó sẽ nhỏ nha. Mình chỉ cần nghiêng như vậy và mình cái tay mình bóp nhẹ một cái là nước nó sẽ rớt ra. Rất là dễ luôn, không có gì khó hết.
chỉ cần mình làm đều tay một chút. Mình đã làm xong rồi nè cả nhà. Cả nhà thấy cái màu hoa đậu bí dễ thương không? Bây giờ mình sẽ vớt bỏ cái lớp dầu trên mặt này, mình bỏ bớt để mà mình đi rửa cho nó nhanh nha. Đó, cả nhà thấy không? Nguyên một lớp dầu ở trên mặt luôn nè cả nhà. Cả nhà ơi, đây là những viên trân châu sau khi mình đã rửa sạch dầu nè cả nhà. Cả nhà thấy những viên trân châu của mình có đẹp không? Màu sắc của hoa đậu biếc rất là đẹp luôn ha. Và viên trân châu của mình thì nó bóng sáng rất là đẹp luôn ha mọi người ha. Mình sẽ ăn thử cho mọi người biết nha. Thì cái viên trân châu của mình khi ăn vào thì nó có vị giòn và rất là ngọt luôn nha mọi người. Giòn ngọt rất là ngon luôn mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ đổ ra một cái dĩa ha. Và mình sẽ sử dụng 3 muỗng canh đường cát ha, và mình trộn vào trong cái dĩa trân châu của mình nha. Nhìn những viên trân châu thật là đẹp ha mọi người ha. Rất là bóng luôn. Rồi bây giờ mình sẽ pha trà sữa nha. Đầu tiên mình sẽ cho 2 muỗng cà phê đường cát vào trong ly nè. Và tiếp theo mình sẽ cho vào 1 cốc trà nhỏ nha. Và mình sẽ khuấy cho tan đường nha mọi người. Tiếp theo mình sẽ cho 1 ít sữa tươi vào. Và mình lại tiếp tục khuấy lên nè. Rồi bây giờ mình sẽ cho đá vào nha. Thì đây là ly trà sữa mình làm theo phong cách của riêng mình nha mọi người. Do là trong mùa giãn cách thì mọi người biết đó, trong lúc giãn cách này thì mình làm ly trà sữa nó không có đủ chuẩn đâu mọi người. Thì ở nhà có gì thì mình dùng nấy thôi nha mọi người nha. Rồi bây giờ mình để trân châu vào nữa nè. Thì mọi người thấy ly trà sữa của mình có hấp dẫn hay không? Ngon lắm mọi người ơi. Thôi đến đây mình cũng xin kết thúc video mình tại đây nha mọi người. Bye bye mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Bye 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 bye. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.